Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của RTG. Liệu rằng anh em có suy nghĩ cấp 99 đấu la Long Thần và Đế Thiên 80 vạn năm rút cuộc ai mạnh hơn? Trong tiểu thuyết gốc, Đế Thiên chưa từng thực sự giao đấu với Mục Ân, hai đại cường giả này hiếm khi chạm mặt nhau. Tuy nhiên trong phim có hai chi tiết đủ để đưa ra câu trả lời rằng Đế Thiên, cái đứng đầu thập đại hung thú không phải chỉ là hư danh. Đấu la Long Thần Mục Ân là viện trưởng của Viện Sử Lê Khắc, các chủ Hải Thần Các, đồng thời cũng là một trong ba đấu la cực hạng cùng thời đại. Uy danh của Mục Ân vô cùng cao, thậm chí được tôn xưng là Định Hải Thần Châm duy nhất của Hải Thần Các. Thực lực của ông thuộc hàng đỉnh cao nhất trong các hồn sư nhân loại và được vinh danh là hồn sư mạnh nhất trong ngàn năm của Sử Lý Khắc. Do câu chuyện ban đầu là Mục Ân bị trọng thương và trở thành tàn phế sau khi đại chiến với Độc Tất Tử, nên chúng ta không thấy Mục Ân thực sự ra tay. Thế nhưng phim có hai chi tiết đủ để thể hiện sức mạnh của Mục Ân. Thứ nhất là khi Độc Bất Tử dẫn theo các cao thủ của bản Thể Tông đến Học viện Sử Lý Khắc để bắt các Vua Hạo và giao chiến với Huyền Lão. Độc Bất Tử và Huyền Lão đều ở cấp độ 98, chỉ khác biệt ở thuộc tính vũ hồn và cấu hình hồn hoàn. Huyền Lão có một cái hồn hoàn màu đỏ nên ban đầu có vẻ yếu thế hơn một chút. Theo mô tả của tiểu thuyết, Huyền Lão tuyên bố rằng dù chết cũng sẽ kéo Độc Bất Tử theo, từ đó có thể suy đoán rằng thực lực tổng thể của Độc Bất Tử vẫn cao hơn Huyền Lão. Sau đó một tia sáng vàng rực nổ ra từ Hải Thần Các, Mục Ân hóa thành kim long bước lui Độc Bất Tử. Từ việc Độc Bất Tử rút lui có thể thấy sự chênh lệch không thể vượt qua giữa hồn lực cấp 98 và cấp 99. Thứ hai chính là khi Thánh Linh Giáo dẫn theo Tà Hồn Sư tấn công Học viện Sử Lý Khắc nhằm tạo cơ hội cho Mã Tiểu Đào trốn thoát. Để chống lại Tà Hồn Sư, lần này Mục Ân đích thân tham chiến. Dù trong tiểu thuyết hay là phim, chi tiết này chỉ được lướt qua. Kết quả cuối cùng cho thấy Mục Ân biểu hiện vẫn rất là ấn tượng. Trong số 11 Tà Hồn Sư tham chiến, có 4 người đã đạt đến Phong Hào Đô La. Mục Ân đã giết hơn một nửa trong số họ, bao gồm một Phong Hào Đô La. Đáng chú ý là Tà Hồn Sư thường mạnh hơn các hồn sư cung cấp. Đây có thể được xem là từ nhiệm vụ tiêu diệt Tà Hồn Sư của Sử Lý Khắc thất quái. Đối thủ có cấp độ không cao, thế nhưng cuối cùng buộc Huyền Lão phải ra tay. Từ hai đoạn trên có thể thấy, đấu la Long Thần cấp 99 dù ở trạng thái tàn phế vẫn sở hữu sức mạnh khủng khiếp, danh hiệu hồn sư mạnh nhất của thời đại cũng là xứng đáng. Nếu Mục Ân ở trạng thái đỉnh cao thì không nghi ngờ gì sức mạnh của ông còn mạnh hơn nữa. Nhìn lại về Đế Thiên, Đế Thiên là kẻ đứng đầu thập đại hung thú của tình đấu đại xâm lâm, có tu vi đã vượt qua 80 vạn năm. Thực ra thân phận thực sự của Đế Thiên là tộc trưởng của tộc Hắc Long, đồng thời là hồn thú mạnh nhất trong lịch sử trước khi Ma Hoàng trở thành thần. Là kẻ thống trị thực tế của tinh đấu đại xâm lâm và là vương của hồn thú đại lục, chỉ riêng những danh hiệu này đã đủ để chứng tỏ thực lực của Đế Thiên. Lần đầu tiên xuất hiện trong phim, Đế Thiên đã uy hiếp Huyền Lão để cứu Tam Nhãn Kim Nghê. Vì một lần gặp gỡ tình cờ, sinh linh trí nhãn của Vũ Hạo và con mắt thứ ba của Tam Nhãn Kim Nghê đã trao đổi ký ức. Hành động này khiến hồn thú 31 vạn năm Xích Vương và Thao Thiết Đấu La cấp 98 xuất hiện. Tình huống lúc đó rất là căng thẳng. Hồn thú 31 vạn năm không thể đánh bại Thao Thiết Đấu La cấp 98, nên Đế Thiên đích thân uy hiếp Huyền Lão, buộc công phải được Vũ Hạo rời khỏi tình đấu đại xâm lâm. Huyền Lão biết Đế Thiên là kẻ đứng đầu thập đại hùng thú nên chủ động rời đi. Từ đó có thể thấy thực lực của Đế Thiên vượt xa Huyền Lão cấp 98. Phản ứng của Huyền Lão giống như Độc Bất Tử khi mà gặp Mục Ân, không đánh lại thì chỉ có thể chấp nhận thua cuộc. Vì đấu la Long Thần cấp 99 và Đế Thiên 80 vạn năm chưa từng thực sự giao đấu, làm sao có thể đánh giá ai mạnh hơn? Thực ra phim có hai chi tiết đáng chú ý. Thứ nhất là khi đấu la Long Thần ngã xuống, ông đã uy hiếp Đế Thiên. Trong khoảng khắc trước khi chết, Mục Ân hóa thành một con kim long và phát ra uy áp chấn động toàn bộ hồn thú tinh đấu đại xâm lâm, thậm chí đánh thức cả Ngân Long Vương đang ngủ say. Ngân Long Vương cảnh báo Đế Thiên không được quấy rối Học viện Sử Lý Khắc trong vòng 10.000 năm. Đế Thiên sau đó gần như nổi giận, thế nhưng cuối cùng lại chọn nhẫn nhịn. Điều này không phải vì Đế Thiên sợ đấu la Long Thần, mà vì Ngân Long Vương sắp thức tỉnh. Đế Thiên muốn tránh gây thêm rắc rối không cần thiết. Chi tiết thứ hai chính là khi Tam Nhãn Kim Ngây hiến tế cho Vua Hạo, gây ra đợt thú triều thứ hai của tình đấu đại xâm lâm. Tất cả hồn thú đều xuất hiện để tấn công Học viện Sử Lý Khắc. Không nghi ngờ gì, lần này Đế Thiên cũng sẽ xả tay vì Tam Nhãn Kim Ngây là linh thú duy nhất của đế quốc lúc đó. Để đối phó với thú triều và Đế Thiên, linh hồn của Mục Ân lại xuất hiện, mượn sức mạnh của Hoàng Kim Thụ để nhập vào Huyền Lão. Với sự gia tăng hồn lực từ linh hồn của Mục Ân, vũ hồn của Huyền Lão tiến hóa thành Thao Thiết Thần Thú, cuối cùng tạm thời phong ấn Đế Thiên. Từ lần thứ hai này có thể thấy Mục Ân vẫn ở thế thượng phong, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể tạm thời phong ấn Đế Thiên. Nhìn lại cả hai sự kiện, ta thấy rằng không có lần nào hai người thực sự giao đấu. Đế Thiên có song hồn hạch bổ trợ, với sức mạnh bán thần chắc chắn đã vượt qua đấu la Long Thần. Nếu phân tích từ bậc thang sức mạnh, thực lực của Đế Thiên nên cao hơn Mục Ân. Việc tạm thời phong ấn Đế Thiên cũng chỉ là để phục vụ cho cốt truyện. Vì là đối thủ cuối cùng của Vua Hạo, chúng ta có thể cho rằng thực lực của Đế Thiên vượt qua đấu la Long Thần. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo TC, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.